Hướng dẫn đăng ký tài khoản Viettel SME trên website. Bước 1. Truy cập website smeviettel.vn. Bước 2. Thực hiện đăng ký tài khoản. Trên màn hình trang web, nhấn chọn nút đăng ký. Bước 3. Nhập thông tin email. Nhập email đăng ký và chọn đăng ký để nhận OTP. Bước 4. Kiểm tra OTP xác nhận có đăng ký. Mở email nhận được từ hapsmeviettel.com.vn để lấy OTP xác nhận. Bước 5. Đặt mật khẩu. Người dùng nhập mật khẩu muốn đặt. Nhập lại mật khẩu để xác minh. Nhập OTP được nhận trong email để hoàn tất thông tin. Bước 6. Xác nhận tài khoản và trải nghiệm dịch vụ. Sau khi nhập xong thông tin, người dùng chọn đăng ký. Đăng ký thành công, màn hình chuyển về màn đăng nhập. Đăng nhập bằng email đăng ký và mật khẩu vừa đặt. Vào trang để trải nghiệm dịch vụ hoặc đăng ký các dịch vụ.